Ngày 20. Sức mạnh của đức tin. Hôm nay chúng ta mừng kính các thánh tử đạo Triều Tiên. Một lần nữa chúng ta dừng lại để thờ lạy Chúa Thánh Thần, Đấng có thể biến đổi chúng ta với quyền năng và tình yêu của Ngài. Ngài có đủ khả năng để làm cho chúng ta những điều tưởng chừng như không thể đối với sức lực của con người. Đó là sức mạnh của Ngài chiến thắng trong sự yếu đuối của chúng ta. Vào thế kỷ thứ 18, Cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên tại Triều Tiên đã hình thành do những người giao giảng phúc âm đến từ Trung Quốc và Nhật Bản. Từ đó đã có một số cuộc bách hại tiếp nối nhau cho đến cuối thế kỷ 19. Trong đó, gần 10.000 Kitô hữu đã chết vì tự đạo. Hơn 100 người được phong thánh, hầu hết đều là giáo dân. Nhưng vì sự tự đạo ví như một cơn mưa phỉ nhiêu, đánh thức đức tin nhiều hơn, nên ngày nay có khoảng 2 triệu Kitô hữu ở Hàn Quốc. Không ai trong số những nỗ lực của những tín hữu tự đạo là vô ích. Họ đã biết điều đó. Cuộc sống Kitô hữu mãnh liệt được truyền dạy bởi các Kitô hữu đầu tiên của Triều Tiên đã sản sinh hoa trái và được trao vương miện tự vị đạo. Những vị tự đạo này đã đứng trước những sự tra tấn khủng khiếp, và sức mạnh mà họ nhận được từ Chúa Thánh Thần chắc chắn là siêu nhiên. Họ đã không xấu hổ về Đức Kitô, và họ cũng đã không muốn cứu mạng sống mình. Đó không phải là cố gắng phóng đại tầm quan trọng của đau khổ hoặc tìm kiếm sự tự đạo. Đó là một món quà từ Thiên Chúa hơn là một quyết định của con người. Thiên Chúa không hài lòng khi thấy chúng ta đau khổ, nhưng trong tình yêu được bày tỏ với sự dâng hiến cách quảng đại, điều đó lớn hơn việc chấp nhận sứ mệnh mà chúng ta phải hoàn thành trong cuộc sống và chấp nhận những khó chịu đi kèm với nó. Và đó cũng là việc làm chứng cho đức tin của chúng ta, ngay cả khi mang lại cho chúng ta những khó khăn. Như thế, chúng ta có thể nói như Thánh Phaolô: hơn nữa, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi. Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Kitô và được kết hợp với Người. Được như vậy, không phải nhờ sự công chính của tôi, sự công chính do luật Mô-xê đem lại, nhưng sự công chính do lòng tin vào Đức Kitô, tức là sự công chính do Thiên Chúa ban dựa trên lòng tin. Chúng ta hãy làm một giây phút cầu nguyện để cầu xin Chúa Thánh Thần làm cho ta có khả năng làm những điều vĩ đại và làm cho những điểm yếu của ta được thấm nhập bằng sức mạnh của Ngài.